Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Trước màn hình của anh em đây, đó chính là xe Everblade đời 2012 của hãng Honda anh em nhé. Và xe có ban bệnh là chạy nó không được ngọt. Và tôi đã sử dụng máy motor xì can táp, tôi kiểm tra thì phát hiện thấy cảm biến oxy nó đang kém anh em nhé. Vâng, và video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em sử dụng máy motor xì can táp để kiểm tra chuyên sâu cảm biến oxy anh em nhé. Và sau khi kiểm tra phát hiện bệnh cảm biến oxy rồi thì tôi sẽ tiến hành lắp một cái con cảm biến oxy khác và lại tiếp tục kiểm tra anh em xem anh em nhá. Vâng, bây giờ tôi sẽ tiến hành di chuyển về gần với xe hơn anh em ạ. Vâng, như vậy là anh em đã thấy là hiện tại máy motor xì can táp thì tôi đã kết nối với jack động nối DLC ở trên xe anh em nhá. Vâng ạ, và tôi đã mở chìa khóa và máy motor xì can táp đã có nguồn anh em nhá. Vâng, bây giờ tôi sẽ gần hơn xe lại một chút nữa. Và bây giờ hiện tại bây giờ là xe nó sẽ không báo lỗi anh em ạ. Tôi tắt chìa khóa và tôi sẽ thế này, mở chìa khóa lại. Và anh em thấy đèn LED sáng xong rồi tắt và xe không báo lỗi anh em nhá. Không báo lỗi. Như vậy là cái xe này hệ thống điện LED không báo lỗi, nhưng mà thực sự chiếc xe vẫn đang bị lỗi, nó chạy không được ngọt anh em nhá. Như vậy là đối với những cái dòng máy chuẩn đoán lỗi thông thường thì chỉ phát hiện lỗi ở lúc mà xe báo lỗi. Còn đối còn nếu như mà xe không báo lỗi thì những cái dòng máy thông thường như máy Smart FE2 hoặc là máy Smart Tune 2 thì sẽ không có kiểm tra được cái lỗi này. Nhưng mà máy mô tô xì can táp thì nó lại được làm được nhiều hơn thế nữa. Máy mô tô xì can táp lại phát hiện ra những cái lỗi mà thậm chí xe không báo lỗi nhưng mà thực sự xe vẫn chạy không được ngọt là bị lỗi, và máy vẫn có thể là mô tô xì can táp có thể là kiểm tra được cái lỗi đó anh em nhá. Vâng, và hiện tại bây giờ tôi sẽ tiến hành là gần lại với cái máy tính bảng anh em nhá. Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng quay một cái góc quay nó thật là rõ nét nhất để anh em trải nghiệm anh em nhá. Vâng, ở trên màn hình thì anh em thấy là có dòng chữ là kết nối thành công. Như vậy là máy tính bảng và bộ chuyển đổi motor xì can táp ở trên xe đang liên lạc với nhau qua sóng Bluetooth, đã kết nối được. Và khi mà có chữ kết nối thành công thì anh em tiến hành sử dụng anh em nhá. Đầu tiên là anh em nhìn thấy là anh em muốn kiểm tra chuyên sâu cảm biến thì anh em thấy là ECU cả đây ạ, kiểm tra ECU cảm biến và cơ cấu chấp hành, anh em bấm vào đây ạ. Vâng, như vậy là anh em cần kiểm tra ECU hoặc là bộ chấp hành và cảm biến, anh em bấm vào. Thì tôi đang quan tâm đến cảm biến thì bấm vào cảm biến, kiểm tra cảm biến anh em nhá. Vâng, như vậy là anh em muốn kiểm tra các con cảm biến gì thì anh em bấm vào đó để kiểm tra cảm biến. Và tôi đã phát hiện thấy cảm biến oxy nó có vấn đề rồi, tôi bấm vào đây luôn cho nó nhanh anh em nhá. Tôi bấm vào kiểm tra cảm biến oxy. Vâng, xe của tôi là xe Honda, tôi bấm hãng oxy của Honda. Nếu như xe của anh em Yamaha, anh em bấm Yamaha anh em nhá. Vâng ạ, tôi bấm Honda. Thông báo, đây là chức năng kiểm tra chuyên sâu cảm biến oxy, mạch tín hiệu cảm biến oxy khi đọc bằng máy chẩn đoán không có mã lỗi. Một số xe không có cảm biến oxy sẽ không thực hiện kiểm tra được. Bạn muốn tiếp tục kiểm tra không? Vâng, anh em thấy sướng rồi anh em. Có cô trợ lý ảo xinh đẹp hướng dẫn cho anh em bằng giọng nói rất chi là hiện đại, chuyên nghiệp anh em nhá, 4.0. Như vậy là cô trợ lý ảo hướng dẫn cho anh em là thông báo là cái chức năng này là kiểm tra chuyên sâu cảm biến oxy. Khi mà xe không báo lỗi thì máy motor xì can táp vẫn có kiểm tra, có thể kiểm tra được anh em nhá. Vâng, như vậy tôi tiếp tục bấm phím mũi tên bên phải ạ. Thông báo kết nối motor scan tab với xe qua jack chẩn đoán, sử dụng cáp DLC PN MTB08 DLC01. Cấp nguồn cho motor scan tab, sử dụng cáp nguồn PN MTB08 Power. Vâng anh em ạ. Hàng ngày thì tôi làm việc thì tôi được nghe cái cô trợ lý ảo này nói hàng ngày, tôi rất chi là thân quen đến cô ấy rồi anh em nhá. Vâng ạ, rất chi là thân quen với cái giọng đọc của cô ấy, rất chi là hiện đại và thuyết phục khách hàng lắm anh em nhá. Khi mà anh em có máy motor xì can táp, anh em làm xem phun xăng để thuyết phục khách hàng tin tưởng mình lắm anh em ạ. Mình sẽ tăng thêm khách hàng và kiếm thêm thu nhập anh em nhá. Vâng, như vậy tiếp tục bấm phím mũi tên bên phải. Trạng thái motor scan đang kiểm tra chuyên sâu cảm biến oxy. Yêu cầu khởi động động cơ nổ máy. Vâng,
Như vậy là theo cái gợi ý của cô trợ lý ảo thì yêu cầu là khởi động động cơ xe nổ máy để tiếp tục kiểm tra anh em nhá. Rồi, tôi sẽ nhờ bạn học viên khởi động động cơ giúp tôi ạ. Vâng, như vậy là hiện tại xe đã nổ máy anh em nhá. Vâng ạ, sau khi xe nổ máy rồi thì anh em tiếp tục bấm phím mũi tên bên phải anh em nhá. Đang chờ nhiệt độ cảm biến oxy đạt yêu cầu để kiểm tra. Vui lòng giữ động cơ nổ máy hoặc ga cao để nhiệt độ tăng nhanh. Vâng, như vậy là máy Moto Scantab đang thực hiện kiểm tra chuyên sâu cảm biến oxy anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ lên ga vài cái để kiểm tra nó chuẩn hơn anh em nhá. Vâng, tôi sẽ lên ga vài cái ạ. Vâng, kiểm tra nó thật chính xác hơn thì anh em nên lên ga vài cái để cho nó thật là chính xác anh em nhá. Vâng, như vậy là máy Moto Scantab đang thực hiện kiểm tra chuyên sâu cảm biến oxy anh em nhá. Vâng ạ, và những dòng máy hiện đại như máy Moto Scantab thì là mới có chức năng này, kiểm tra chuyên sâu cảm biến thôi. Còn hiện tại thì những cái máy thông thường ở trên thị trường như là máy Smart FE2 đang hoặc là máy Smart Tool 2 đang bắt chước lại các cái chức năng của máy Moto Scantab, thì các cái dòng máy đó thì không có thực hiện cái chức năng kiểm tra được anh em nhá. Anh em là một người thợ chưa được đào tạo về hệ thống phun xăng điện tử, anh em không biết được cái con cảm biến này nó còn làm việc tốt hay không khi xe không báo lỗi, thì anh em có máy Moto Scantab thì anh em sẽ tiến hành kiểm tra chuyên sâu cảm biến để Moto Scantab sẽ tự động tìm ra cái lỗi đó ở đâu cho anh em rất chi là thuận tiện. Và cái máy này phù hợp với những anh em chưa được đào tạo về hệ thống phun xăng điện tử, anh em vẫn có thể làm được anh em nhá. Vì máy nó rất chi là chuyên sâu, rất chi là hiện đại, tự động phân tích lỗi, tự động kiểm tra hao xăng yếu máy và tự động kiểm tra chuyên sâu cảm biến anh em nhá. Vâng, như vậy là mình xin tự giới thiệu, mình là Hoàng Ngọc Xuân, mình đến từ Thanh Hóa, mình là đại lý nhà phân phối chuyên cung cấp những cái dòng máy chẩn đoán lỗi Moto Scantab toàn quốc anh em nhá. Hiện tại thì mic của tôi đang bật chế độ không chống ồn nên là nó thu được cả cái tiếng xe nổ, và bây giờ tôi sẽ tắt bật lại cái chức năng chống ồn. Vâng, tôi đã bật chế độ chống ồn, như vậy anh em không còn nghe thấy tiếng xe nổ máy nữa, nhưng mà thực sự xe đang nổ máy. Để tôi nói chuyện với anh em cho nó rõ anh em nhá. Mình xin tự giới thiệu lại, mình là Hoàng Ngọc Xuân, mình đến từ Thanh Hóa, mình là đại lý nhà phân phối máy chuẩn đoán lỗi Moto Scantab thị trường Việt Nam anh em nhá. Vâng ạ, như vậy là máy của mình đã hầu như đã có tất cả các tỉnh thành, tất cả các huyện trên toàn quốc là đều có máy chuẩn đoán lỗi của mình ở tất cả các huyện trên tất cả các tỉnh thành toàn Việt Nam anh em nhá. Vâng ạ, nhà mình thì là làm việc nhà cung cấp máy chuẩn đoán lỗi Moto Scantab lâu năm rồi và có thương hiệu ở trên thị trường rồi, có uy tín ở trên thị trường rồi, nên là được anh em thợ sửa chữa xe máy trên toàn quốc ủng hộ rất chi là nhiều anh em nhá. Và mình có thương hiệu rồi, khi mình cung cấp máy cho anh em thì anh em đồng nghiệp sẽ giới thiệu cho nhau, nên là mình bán máy rất chi là nhiều anh em nhá. Anh em xem các cái clip của mình thì anh em cũng đã biết rồi, mình gửi máy đi rất chi là nhiều, và đặc biệt là khi mà cung cấp máy cho các anh em thì hỗ trợ kỹ thuật cho anh em trọn đời anh em nhá. Nhà mình làm việc online lâu năm rồi nên là mình biết làm sao để ngắn gọn dễ hiểu để anh em làm được việc khi mà hỗ trợ. Số điện thoại trên màn hình là 0848 854 345, cái số đó chính là cái số tổng đài anh em nhá. Khi mà anh em đang sử dụng máy hoặc là anh em đồng nghiệp đang sửa xe mà có một cái ban bệnh gì đó anh em không hiểu hoặc anh em làm không ra, anh em cần mình cứu thì anh em cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình là gặp được mình ngay anh em nhá. Mình lúc nào mình cũng trực máy anh em ạ, lúc nào cũng trực máy để hỗ trợ anh em. Cái số 0848 854 345 thì khi nào anh em gọi cũng được. Cái công việc của mình chỉ có tư vấn bán máy chẩn đoán lỗi và tư vấn các ban bệnh hàng ngày thôi anh em ạ. Vâng, như vậy anh em thấy là đã có thông báo anh em nhá. Cảm biến O2 đã già, kém chất lượng, cần thay thế cảm biến mới, hoặc đã bị quá bẩn, hoặc lỗi mạch tín hiệu cảm biến oxy cần kiểm tra và sửa chữa, sau đó thực hiện thao tác lại anh em ạ. Vâng, tôi đã trấn trống xuống cho máy nó tắt đi để nói chuyện với anh em cho nó rõ.
Như vậy là anh em cũng đã thấy trên màn hình là đã có thông báo cảm biến oxy đã già, kém chất lượng, cần thay thế một cảm biến mới. Vâng, ok anh em. Như vậy là bây giờ tôi sẽ di chuyển về xe để tôi nhờ một cái bạn học viên, bạn ấy sẽ tiến hành thay con cảm biến oxy cho tôi anh em nhá. Vâng, như vậy là cảm biến oxy thì trên thị trường thì có hai loại cảm biến oxy anh em nhá, loại 1 giây và loại 4 giây. Thì thường thường loại mà 4 giây thì thường thường được nhà sản xuất xe hay bố trí ở vị trí là ống bô, còn cảm biến 1 giây thì được bố trí ở vị trí ở đầu bò. Tất cả đều thông với cái đường xúc áp xả anh em nhá. Vâng, và cái con cảm biến oxy này nó nằm ở vị trí như này mà nó có một giây. Vâng, bây giờ tôi sẽ nhờ bạn học viên tiến hành là tháo cảm biến nó ra và sẽ thay thế một cảm biến khác vào cho tôi anh em nhá. Vâng, đang trong cái quá trình bạn học viên vào thay cảm biến thì tôi sẽ vào kho tôi lấy một cái con cảm biến oxy khác ra để tiến hành thay anh em nhá. Cái cảm biến oxy thì mình sẽ chia sẻ anh em cái nguyên lý một chút thôi anh em nhá. Được, cái cảm biến oxy thì mình sẽ chia sẻ cái nguyên lý một chút đấy. Tôi còn nói cả nguyên lý làm việc của cảm biến oxy cho anh em xem luôn, nó ngắn gọn dễ hiểu thôi. Đối với anh em mà đến tận nơi học thì cảm biến oxy thì tôi phải giảng tới vài chục phút thì mới hết được nguyên lý. Nhưng mà anh em xem trên điện thoại tôi sẽ nói ngắn gọn mà cho dễ hiểu thôi. Tôi nói dài quá anh em không hiểu được anh em nhá. Cảm biến oxy thì được nhà sản xuất bố trí ở vị trí là xúc áp xả, đường khí xả đấy anh em ạ. Nó có nhiệm vụ là đo cái nồng độ oxy thải ra môi trường, gửi tín hiệu điện áp về cho ECM để biết ECM biết được là nhận được điện áp của cảm biến oxy gửi về, thì ECM sẽ tính toán thời gian phun nhiên liệu để phù hợp nhất với xe. Khi mà xe đang ăn quá nhiều xăng thì cảm biến gửi điện áp cao về cho ECM, còn nếu như xe mà tiêu hao nhiên liệu bình thường thì là cảm biến oxy sẽ gửi điện áp thấp về cho cảm biến cho ECM để em xem tính toán cái thời gian phun nhiên liệu để phun thời gian phun hợp lý nhất để xe vận hành êm ái anh em nhá. Và nếu như thông thường mà một xe tiêu hao nhiên liệu bình thường thì điện áp của cảm biến oxy gửi về ECM nó sẽ dao động từ 1V, tôi xin lỗi, từ 0,1V đến 0,8V là chuẩn anh em nhá. Đấy, còn nếu như anh em thấy nó có 0V thôi là không có xăng, và anh em thấy nó trên 1V là xe rất là tốn xăng. Vâng, đây là cảm biến oxy đâu rồi? Đây là cảm biến oxy vừa mới được tháo ra anh em nhé. Vâng, rất chi là nóng rồi. Vào cái loại này thì nó có một cái đầu trục ở đây nữa. Và đây là cái cảm biến cũ nhà tôi vừa lấy ra. Và cảm biến này nó cũ thôi nhưng mà nó làm việc rất chi là tốt. Thì tôi nhờ bạn học viên thay con cảm biến này vào cho tôi anh em nhé. Và đây là cái con cảm biến vừa mới tháo ra ở trên xe thì tôi để ở vị trí này luôn. Anh em chú ý này, sau khi mà anh em tháo cái cảm biến ra thì anh em nhìn cái đầu cảm biến xem là nó có bị bẩn không anh em nhá. Nếu như mà cái đầu cảm biến này, anh em này, anh em mà thấy nó muội than nó đóng ở đây thì anh em có thể là vệ sinh sạch sẽ đi anh em nhá. Và đặc biệt cái con cảm biến này anh em không được làm rơi, anh em phải nhẹ nhàng anh em nhá. Vì cảm biến này nó rất chi là cấu tạo của nó rất chi là phức tạp, rất chi là nên là anh em cần phải nhẹ nhàng và anh em vệ sinh sạch sẽ, lau chùi xịt RB7, lau chùi chọc ngoáy những cái lỗ trong đây sạch sẽ đi xem có được hay không. Nếu như không được thì anh em sẽ tiến hành thay cảm biến mới. Và tôi tháo ra tôi thấy con cảm biến này rất chi là sạch, nó không có bị bụi than đóng. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, cái con cảm biến oxy này anh em rất chi là nhẹ nhàng, không được làm rơi anh em nhá. Mình đã thấy rất nhiều anh em trong cái quá trình bảo dưỡng xe thì tháo con cảm biến này ra để bảo dưỡng, nhưng trong cái quá trình bảo dưỡng anh em lại làm rơi, làm đến cảm biến nó bị sai lệch và nó báo cái thông số nó không chính xác, nên là dẫn đến là anh em đang bảo dưỡng xe cho khách hàng, cảm biến của khách hàng đang bình thường nhưng sau khi bảo dưỡng xong thì lại làm cho cảm biến bị lỗi, anh em phải chú ý anh em nhá. Vâng, như vậy là bạn học viên của tôi thì đang trong quá trình là lắp lại cái con cảm biến oxy anh em nhá. Cảm biến oxy của tôi thôi nhưng mà cảm biến rất là tốt. Cảm biến tôi tháo ở trên một chiếc xe đang chạy bình thường ra anh em nhá. Vâng, như vậy là sẽ tiến hành gần như là xong rồi anh em nhá. Rồi, cháu cứ để ở vị trí đấy, một lát nữa ta quay video xong thì ta sẽ làm quấn băng dính cho chắc chắn lại anh em nhé. Bây giờ ta sẽ tiến hành gần lại máy tính bảng để tiếp tục kiểm tra đã. Ok chưa? Rồi, ok. Đã nhận được cái thông tin của anh bạn học viên là đã. Rồi, ok, tôi sẽ tiến hành. Tôi sẽ tìm một cái góc quay nó thuận tiện nhất để anh em theo dõi anh em nhé. Rồi, ok. Bây giờ cháu nổ máy lên cho chú.
nổ máy lên, đá chân trống lên. Ok, như vậy là xe tiếp tục nổ máy anh em nhá. Vâng, như vậy là tôi lại tiếp tục bật cái chức năng chống ồn để anh em không còn nghe cái tiếng xe nổ máy nữa. Nhưng mà tôi nói chuyện với anh em vẫn rõ anh em nhá. Tiếp tục là bật trên chế độ chống ồn. Vâng, như vậy anh em thấy là bây giờ nó nói nó không bị ồn nữa anh em nhá. Vâng, tiếp tục bấm thêm một tên bên phải. Vâng ạ, tôi tiếp tục vào tiếp tục kiểm tra lại ạ. Vâng, bây giờ tôi sẽ bấm nhanh đi, không còn để cho cô trợ lý ảo nói nữa. Tôi sẽ bấm nhanh ạ. Vâng ạ, yêu khởi động động cơ, nổ máy, tiếp tục đã nổ máy anh em nhá. Vâng ạ, như vậy là tiếp tục là tôi sẽ lên ga vài cái anh em nhá, lên ga vài cái để nó kiểm tra nó còn hơn. Ok anh em, như vậy là tôi đã lên ga vài cái và tiếp tục là đã lắp cả con cảm biến khác và đang tiếp tục trong cái quá trình kiểm tra chuyên sâu cảm biến oxy anh em nhá. Một số anh em mua máy chuẩn đoán lỗi motor Scantrap thì có tâm sự lại là từ ngày mà sử dụng máy mô tô Scantrap thì một chiếc xe tay ga hệ thống phun xăng điện tử vào cửa hàng, anh em tìm bệnh và xử lý rất chi là nhanh. Xe không nổ được máy, xe bị hụt ga, hao xăng, vân vân. Và anh em xử lý có khi mà từ khi có máy chuẩn đoán lỗi mô tô Scantrap có nhiều cái ban bệnh anh em xử lý trong vòng có vài phút đồng hồ, hoặc nếu như cái ban bệnh nào lâu thì hết vài chục phút đồng hồ là anh em xử lý xong được một con xe tay ga anh em nhá. Khác với ngày mà chưa có máy, nếu như ngày mà chưa có máy thì anh em xử lý một chiếc xe tay ga thì có tới hàng một ngày, hai ngày, thậm chí là tới một tuần anh em điện hết cho thầy này, điện hết cho thầy nọ và mỗi thầy thì nói hết một cách khác nhau và làm cho anh em rất chi là khó xử lý đoán bệnh. Cứ một thầy này lại nói một cái này, thầy này lại nói một cái này, làm anh em loạn hết thông tin và anh em cuối cùng anh em vẫn không tìm ra được bệnh anh em nhá. Nhưng mà nếu như có tìm ra được bệnh thì tốn rất nhiều thời gian anh em ạ, rất nhiều công sức và anh em phải mua đồ về thử, có rất nhiều chi phí, thậm chí có nhiều chiếc xe anh em làm lỗ vốn luôn vì anh em ôm đồ ở trong nhà anh em nhá. Nhưng mà từ ngày có máy mô tô Scantrap thì anh em xử lý cái ban bệnh rất chi là nhanh, một ngày anh em có thể nhận tới 10 con xe ga và đặc biệt là anh em không còn sợ xe ga nữa anh em nhá, không còn sợ xe ga vào cửa hàng anh em nữa. Vâng, như vậy là đã có thông báo anh em ạ. Vâng, như vậy là đã có thông báo như trên màn hình. Đây tôi đá chân trống xuống để cho nó không bị tắt, không ổn để tôi nói chuyện với anh em. Như vậy là thông báo cảm biến oxy hoạt động bình thường, chưa cần thay thế và bảo dưỡng. Ok, ok anh em, rất chi là tuyệt vời anh em nhá. Đấy, khi mà anh em thấy một chiếc xe không báo lỗi nhưng thực sự cảm biến oxy nó bị lỗi anh em nhá, và chỉ có máy mô tô Scantrap, máy mô tô Scantrap thì mới làm được chức năng này, kiểm tra được chức năng này thôi. Rồi mình xin nhắc lại là máy Smart FP2 hoặc là máy Smart Tool 2 giá tiền nó rất là đắt nhưng mà nó thiếu rất nhiều chức năng để hỗ trợ anh em nhá. Vâng, như vậy anh em thấy là quá chỉ là tuyệt vời khi một chiếc xe không bị báo lỗi, không báo lỗi nhưng mà xe chạy nó không được ngon. Anh em muốn kiểm tra con cảm biến gì, anh em bấm vào đó, máy mô tô Scantrap sẽ tự động phân tích lỗi, tự động kiểm tra cho anh em nhá. Và đã có thông báo cảm biến oxy hoạt động bình thường, chưa cần thay thế và bảo dưỡng. Ok anh em, quá tuyệt vời. Anh em là một người thợ đã chưa được đi đào tạo về hệ thống phun xăng điện tử, đấy anh em thấy chưa, cứ bấm vào đó máy kiểm tra sướng. Anh em để cho nó kiểm tra, anh em đi uống một ly trà, anh em đi uống pha một ly ấm trà, uống một ly cà phê 5-10 phút anh em quay lại đã có kết quả anh em nhá, rất chi là chuẩn xác anh em ạ. Ok, rất chi là tuyệt vời anh em ơi, sướng quá anh em ạ. Đấy, một số anh em đấy có hỏi là có dễ dùng hay không thì đây là câu trả lời. Màn hình màu, chữ tiếng Việt có dấu, có cô trợ lý ảo xinh đẹp hướng dẫn, làm những cái gì cô ấy hướng dẫn anh em nhé. Và làm xong có thông báo rất chi là cụ thể, anh em thấy đã khỏi bệnh rồi, hoặc là anh em khi mà con kiểm tra và cảm biến nó báo như vậy chẳng hạn như vậy thì anh em không cần phải mua cái con cảm biến với nó về là thử làm gì, vì cảm biến nó đang tốt anh em không còn thử. Mà nếu như anh em thấy phát hiện lỗi thì anh em mua về thì chắc chắn là sẽ chính xác thôi anh em nhá. Ok anh em, rất chi là tuyệt vời anh em ạ. Vâng ạ, và đây là đang còn rất nhiều cái con cảm biến khác nữa, anh em cần kiểm tra cảm biến CKB, cảm biến MAB áp suất tuyệt đối cổ hút khí nạp, hoặc cảm biến nhiệt độ động cơ, cảm biến IAT, cảm biến oxy, anh em đều có thể kiểm tra được anh em nhá. Ngoài ra thì anh em có thể kiểm tra được IC, ECM đấy anh em ạ. ECM bấm vào đây,
anh em có thể kiểm tra được là hệ thống khóa thông minh SCU, hệ thống khóa thông minh, rồi là anh em có thể kiểm tra được con SCM đấy, hoặc là anh em có thể kiểm tra được cái bộ chấp hành là hai cái van garanti tự động trên xe phương trang điện tử anh em nhé. Đấy, ui trời ơi, sướng quá anh em ạ. Vâng, như vậy là anh em cần những cái dòng máy cho nó lỗi như thế này thì anh em gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp máy cho anh em, và khi cung cấp máy thì hỗ trợ kỹ thuật trọn đời anh em nhé. Nhà anh em đấy, anh em thấy là có rất nhiều chức năng, có cả sơ đồ mạch điện luôn. Đấy, ok, anh em cần kiểm tra sơ đồ mạch điện đúng không? Đây, ok, vào đây AB2012 đi. Rồi anh em cần kiểm tra cái sơ đồ mạch điện của hệ thống khởi động. Ui giời ơi, anh em ơi, sướng không anh em? Có mạch điện, cần mạch điện, có mạch điện, ok. Như vậy là bây giờ tôi sẽ cần cái mạch sơ đồ hệ thống đèn chiếu sáng, ok, bấm vào đây. Có mạch điện đèn chiếu sáng, sướng quá anh em ạ. Rồi, anh em cần cái mạch khác à? Anh em cần cái sơ đồ hệ thống nạp điện ắc quy. Có hệ thống nạp, ui giời, sướng quá anh em ạ. Nhưng còn nhiều lắm anh em nhá. Có tới hơn 60 chức năng cao cấp, hơn 60 chức năng cao cấp có trong máy Moto Scantac, và tôi sẽ không có thể nào mà liệt kê hết ra đây được anh em nhá. Để mà liệt kê thì phải mất vài trang giấy anh em ạ. Nên là anh em cứ tưởng tượng là cái máy Moto, mà không phải tưởng tượng nó mà thực sự luôn, nó gấp chức năng, nó gấp 3-4 lần máy Smartphone 2, máy Smart FP2. Cái máy đó đang bắt chước làm lại các chức năng của máy Moto Scantac anh em nhá. Vâng, anh em cần máy thì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp máy cho anh em và hỗ trợ kỹ thuật cho các anh em trọn đời anh em nhé. Khi anh em mua máy thì anh em sẽ được vào một cái nhóm chuyên những anh em sử dụng máy Moto Scantac của mình anh em nhé. Và những anh em mà chưa có điều kiện mua máy tính bảng thì anh em có thể là mua về nhà kích hoạt lên trên điện thoại cũng được anh em nhé. Anh em sử dụng trên điện thoại thì nó chỉ khác nhau là màn hình lớn và màn hình bé thôi anh em nhé. Chức năng là như nhau hết anh em ạ. Một số anh em có điều kiện thì mua máy tính bảng luôn bên mình luôn, hoặc là anh em có máy tính bảng ở nhà rồi, anh em chỉ mua mỗi bộ Moto Scantac thôi anh em nhé. Đây tôi sẽ lấy cho anh em xem, nó có, khi mà anh em mua máy á thì là nó có nhiều lựa chọn. Ví dụ như là anh em mua mình một máy Moto Scantac, nó có tất cả là 15 túi cáp anh em nhé, có tất cả là 15 túi cáp. Tôi chưa có mang ra đây, tôi chỉ có mang có một cáp thôi, có 15 túi cáp làm full hệ thống khóa smart key, full hệ thống phanh ABS, hệ thống phun xăng điện tử tự động kiểm tra phân tích lỗi khi xe bị lỗi, chuẩn đoán nâng cao hao xăng, yếu máy, hụt ga, chạy không bốc, mất alin thì tốt, không thể nổ máy. Đấy, có rất nhiều chức năng mà tôi không thể kể hết lên đây cho anh em được. Tất nhiên là máy nó sẽ có chức năng là giá lập tín hiệu cảm biến, kiểm tra ắc quy, kiểm tra máy phát điện anh em nhá. Rất nhiều cái chức năng, và nó có tới 15 túi cáp, cáp tua đồng hồ công tơ mét, cáp làm hệ thống khóa smart key, cáp nạp lại phần mềm, mở tua, nạp lại phần mềm, rồi tăng giảm tỷ lệ hòa khí, off hệ thống khóa thông minh, hoặc là on hệ thống khóa thông minh, hụt nạp phần mềm, trị hụt ga đầu, rồi là nhiều lắm anh em ạ, tôi cũng không thể nhớ hết được anh em ạ. Và nó có tới 15 túi cáp cơ. Lựa chọn thứ nhất là anh em mua mình bộ máy Moto Scantac và 15 túi cáp anh em mua về nhà kích hoạt lên trên điện thoại, hoặc là anh em có máy tính bảng ở nhà rồi anh em nhá. Lựa chọn thứ hai là anh em có thể mua cả máy Moto Scantac và cả máy tính bảng luôn, là mình chỉ cung cấp cho anh em cái máy tính bảng Samsung Tab A8 anh em nhá. Vâng, Samsung Tab A8 thì tuyệt vời rồi nhá. Rồi anh em, vâng, video hôm nay thì tôi đã chia sẻ đến cho anh em sử dụng máy Moto Scantac để kiểm tra chuyên sâu cảm biến oxy, và đã phát hiện ra cảm biến oxy lỗi kém dẫn đến xe chạy không được ngọn. Và sau khi tôi thay cảm biến oxy mới khác thì máy sử dụng máy Moto Scantac kiểm tra lại thì cảm biến oxy hoạt động lại bình thường, và anh em đã biết cách làm. Và những anh em chưa có máy thì anh em tham khảo để chuẩn bị mua máy anh em nhé. Anh em chắc chắn là phải mua máy rồi, vì hiện nay là đối diện nhà anh em, bên cạnh các đối thủ, người ta đã sử dụng máy Moto Scantac hết rồi. Và khách hàng bây giờ thì họ rất là thông minh, họ rất chỉ để ý các cửa hàng anh em có những thiết bị máy móc hiện đại để trị hụt ga, trị hao xăng, có những thiết bị hiện đại để phục vụ khách hàng. Và anh em không có thì anh em dần dần anh em sẽ bị mất khách, nên là anh em phải sắm ngay, càng nhanh càng tốt anh em nhé. Gọi vào số điện thoại trên màn hình mình sẽ tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.